nó đơn giản hơn cái bài suy tủy, nhưng mà nó ứng dụng nhiều hơn cái bài suy tủy á. Tại vì sau này mình sẽ điều trị bệnh nhân thiếu máu thiếu sắt rất là nhiều luôn, là sau này anh chị sẽ là người mà có thể điều trị những bệnh nhân thiếu máu thiếu sắt. Tại vì thực ra bệnh điều trị thiếu máu thiếu sắt nó không quá phức tạp, chỉ có một cái là mình sẽ tìm ra nguyên nhân thiếu sắt để mình điều trị cho nó triệt để mà thôi, được chưa? Rồi thì trước khi mà mình vào tình huống thì mình sẽ nhắc sơ một chút xíu về quá trình chuyển hóa sắt trong cơ thể của mình ha, cách tương một cách lượt qua chút xíu nữa. Các anh chị biết đó là sắt là một cái thành phần trong cơ thể của mình mà nó có một cái chu trình gần như là khép kín, gần như là khép kín. Gần như khép kín có nghĩa là sao? Có nghĩa là sắt sau khi được sử dụng và nó được hủy, những cái thành phần mà chứa sắt được hủy, sắt đó sẽ được tái sử dụng. Có nghĩa là sử dụng, tái sử dụng, sử dụng, tái sử dụng, sử dụng, sau đó là tái sử dụng. Thì hầu như là nó sẽ nằm trong một cái chu trình khép kín, được chưa? Nó chỉ có một cái phần rất là nhỏ nó bị mất mỗi ngày, và người ta ước tính là cái phần đó khoảng là cái phần đó là khoảng 1 mg trên một ngày. Đây, cái phần mất, cái phần mất này có thể là qua lông tóc móng, qua các tế bào bong tróc, do các lớp niêm mạc á, nó thay đổi mỗi ngày, nó sẽ mất khoảng 1 mg trên một ngày. Điều đó có nghĩa là nếu một cái thành phần nào đó có chu trình khép kín và mỗi ngày chỉ có một cái lượng rất là nhỏ bị mất ra bên ngoài là 1 mg, thì theo cái sự đó, theo cái sự hiểu biết đó, thì mỗi ngày cơ thể của mình chỉ cần cái nhu cầu của cái chất đó đúng bằng cái lượng mà nó mất mỗi ngày. Thì cho nên là các anh chị sẽ thấy là mỗi ngày cơ thể của mình, một người nam giới trưởng thành, thì nhu cầu sắt rất là ít, 1 mg trên một ngày, nhu cầu sắt 1 mg trên một ngày. Nhưng mà đối với nữ thì nó sẽ cao hơn chút xíu, thông thường người ta sẽ lấy gấp đôi. Tại vì lý do tại sao là tại vì nữ sẽ có chu kỳ kinh nguyệt, mình đang nói nữ trong cái giai đoạn sinh sản nha, sẽ có chu kỳ kinh nguyệt, thì lúc đó cái lượng sắt nó bị mất qua giai đoạn hành kinh đó thì nó sẽ cao hơn, do đó cái nhu cầu sắt của người nữ thường gấp đôi nam, nhưng người ta lấy trung bình là khoảng 2 mg trên một ngày. Nữ nam thì một, nữ trong độ tuổi sinh sản là 2, còn phụ nữ mà sau khi mà không còn cái chu kỳ kinh nguyệt nữa thì sẽ trở về giống như là nam giới là 1 mg trên một ngày, được chưa? Và có một điều các anh chị chú biết chú ý, cái sắt mà bị mất không cơ chế điều hòa, có nghĩa là cơ thể của mình không có cơ chế mà đến thời điểm hiện tại là người ta nhận thấy là không có cái cơ chế nào mà làm cho sắt bị mất nhiều hơn, không có cơ chế trong cơ thể mình, không có cơ chế làm cho sắt bị mất nhiều hơn, có nghĩa là cơ thể không thể nào mà rụng tóc nhiều hơn, không thể nào mà bị bong tróc tế bào niêm mạc nhiều hơn, không thể nào làm điều đó. Mà cái lượng sắt mất mỗi ngày sinh lý chỉ là 1 mg trên một ngày, được chưa? Nhưng mà về mặt hấp thu á, về mặt hấp thu á thì lại có cơ chế điều hòa, có nghĩa là có thể tăng hấp thu hoặc giảm hấp thu, tăng hấp thu hoặc giảm hấp thu. Do đó nhìn chung á là ở con người á thì nguy cơ tiềm năng á, là sẽ bị ứ sắt, tiềm năng là sẽ bị ứ sắt, là tại vì sắt đi vô được nhưng mà đi ra thì chỉ có nhiêu đó thôi. Thì cho nên là các anh chị thấy là một cái bệnh nhân mà truyền máu nhiều lần thì khi mà truyền một cái túi khói hồng cầu chuẩn đi chẳng hạn, thì một cái túi đó chứa khoảng 200 đến 250 mg sắt. Khi truyền vào cái đó thì thông thường nha, là phải mất đến gần 2, khoảng gần gần 1 năm trời thì mới thải bỏ lượng sắt đó ra theo cái đường mà mất qua da niêm, được chưa? Nhưng mà sắt của mình nó vẫn được hấp thu mỗi ngày, vẫn được hấp thu mỗi ngày, cho nên nó là những người đó rất dễ bị ứ sắt, những người mà truyền máu nhiều lần đó, rất dễ bị ứ sắt, tại không có cơ chế mà gây tăng tăng thải sắt, được chưa? Nó chỉ có cơ chế điều hòa liên quan đến hấp thu sắt rồi, tăng hấp thu sắt hoặc giảm hấp thu sắt. Đó là cái đầu tiên muốn giới thiệu với các anh chị. Rồi cái thứ hai muốn nhắc lại cái quá trình mà hấp thu sắt ở ở ở ở ruột nó như thế nào. Thì các anh chị biết đó là sắt
trong thức ăn á, thông thường là ta sẽ nhắc đến hai dạng. Một cái dạng là dạng hữu cơ, thông thường nó tồn tại trong cái hem. Hem, người ta nhận thấy là hem này có nhiều khi nó sẽ được hấp thu trực tiếp vào trong tế bào niêm mạc ruột, được chưa? Hấp thu trực tiếp. Rồi cái dạng thứ hai là nó tồn tại thường là dạng vô cơ, là những cái muối Fe, chủ yếu là những muối Fe3 cộng, tại vì trong sắt, trong thức ăn của mình là chủ yếu là Fe3 cộng, được chưa? Trừ những cái dạng mà liên quan đến hem đồ gì đó thì có thể Fe2 cộng thì hấp thu trực tiếp. Thì Fe mà 3 cộng á, thì có một cái đặc điểm các anh chị chú ý á. Sắt mà muốn đi vào bên trong tế bào hoặc đi ra bên ngoài tế bào phải là dạng Fe2 cộng. Bây giờ sắt mà muốn đi vào tế bào hoặc muốn đi, mình xin lỗi, sắt mà muốn đi vào tế bào hoặc đi ra tế bào phải là dạng Fe2 cộng. Fe3 cộng đúng không? Ta thấy là đi vào không được, rất là khó khăn. Mà trong thức ăn của mình lại chủ yếu là Fe3 cộng. Do đó cơ thể của mình cần thiết phải có một cái hệ thống gì đó chuyển Fe3 cộng trong thức ăn thành Fe2 cộng để được hấp thu. Thì cái hệ thống đó là một cái hệ thống khử ferric reductase, được không? Và nó có một cái thêm một số cái yếu tố đến như là cái môi trường axit dịch vị là HCl, đó chính là những cái thành phần mà giúp cho quá trình chuyển Fe3 cộng thành Fe2 cộng. Và nó có một cái loại vitamin mà vai trò của nó là giúp chuyển Fe3 cộng thành Fe2 cộng, đó chính là vitamin C. Vì lý do vậy cho nên trong quá trình mà điều trị thiếu máu thiếu sắt, người ta sẽ bổ sung vitamin C cùng với viên sắt đường uống. Lý do thứ nhất là tăng hấp thu sắt trong thức ăn, và thứ hai là nếu giả sử cái viên sắt đường uống đó là chứa Fe3 cộng thì nó sẽ góp phần hỗ trợ chuyển Fe3 cộng thành Fe2 cộng để tăng quá trình hấp thu, được chưa? Tăng quá trình hấp thu. Rồi khi Fe2 cộng vào đi bên trong tế bào á, thì nó sẽ được vận chuyển ra bên ngoài, đi vào trong máu, đi vào trong máu qua một cái kênh, đó chính là ferroportin, đó chính là ferroportin. Nhưng có một cái điều á, Fe2 cộng á là một cái thằng mà nó có thể nó rất là linh động, nó nếu mà đưa vào trong máu thì không có thể, người ta nó rất là khó ở cái dạng vận chuyển, cho nên là cơ thể của mình mới chuyển Fe2 cộng thành Fe3 cộng và được vận chuyển nhờ một cái chất, đó chính là transferrin, đó chính là transferrin. Do đó nhiều khi các anh chị đã thấy là transferrin, đó những cái chất mà vận chuyển sắt hoặc dự trữ sắt đó là đều là Fe3 cộng hết. Ví dụ ferritin là chứa Fe3 cộng, bây giờ rồi transferrin là chứa Fe3 cộng, cái chỉ có thằng hem thôi, cái thằng hemoglobin là chứa Fe2 cộng, tại vì khả năng nhận điện tử của nó sẽ tốt hơn. Chưa? Rồi thằng thằng Fe3 cộng này á, khi mà đi vào trong máu nó sẽ được vận chuyển bởi bởi transferrin. Và các anh chị biết á, các anh chị biết là cái thằng Fe2 cộng mà muốn đi vào trong máu thì phải được chuyển từ Fe2 cộng thành Fe3 cộng, và bắt buộc nó phải nhờ một cái hệ thống, đó chính là ferrioxidase, tức là một cái hệ thống men mà làm có tác dụng chuyển Fe2 cộng thành Fe3 cộng, được chưa? Rồi thì ngoài ra nó trong máu của mình nó còn có, nó có một cái chất mà chứa đồng, cái men chứa đồng là heroplasmin đó, là cái thằng mà có khả năng chuyển Fe2 cộng thành Fe3 cộng. Và thường những cái enzyme này là những cái enzyme nó có chứa đồng, cho nên là có một số trường hợp người ta thấy là bệnh nhân nếu mà thiếu đồng á, thì lại có biểu hiện là bị thiếu sắt, là bị thiếu máu thiếu sắt, là liên quan đến cái vấn đề này, được chưa? Rồi thì khi mà sắt mà được vận chuyển ở trong trong máu của mình á, dưới dạng Fe3 cộng mà kết hợp với là transferrin á, thì nó sẽ có cái hình cụ thể sau đây để cho các anh chị hiểu. Là khi các anh chị tiếp xúc với những cái trường hợp mà những cái bệnh lý liên quan đến chuyển hóa sắt á, thì bắt buộc các anh chị phải học những cái xét nghiệm, đó là ví dụ như là sắt huyết thanh, ferritin, hoặc là TIBC là khả năng gắn sắt toàn thể, UIBC là khả năng gắn sắt chưa bão hòa, hay là transferrin. Và nó có một cái chỉ số, đó chính là độ bão hòa transferrin. Sẵn đây mình sẽ giới thiệu cho các anh chị luôn chiếc xe transferrin này nó sẽ vận chuyển sắt như thế nào. Thì người ta nhận thấy rằng hầu như tất cả sắt trong huyết thanh ở điều kiện bình thường nha, hầu như tất cả sắt trong huyết thanh đều được vận chuyển bởi transferrin. Và transferrin nó dư thừa khoảng 2 phần. Có nghĩa là
sắt chỉ chiếm một phần lượng xe mà vận chuyển sắt là chain furin mà thôi. Cho nên cái độ bão hòa chain furin bình thường á là chính là lấy một nè, lấy cái tỷ lệ nè, lấy cái này nè chia cho những cái tổng, chia cho tổng, được chưa? Thì cái phần mà tổng số khả năng gắn sắt của chain furin á, người ta gọi là TIBC, khả năng gắn sắt tổng thể. Còn cái thằng mà vàng vàng này nè thì người ta gọi là sắt huyết thanh. Hầu như là hầu như tất cả sắt huyết thanh trong cơ thể á, trong máu á, đều được vận chuyển bởi chain furin. Thì cái phần trắng trắng này nè, đó chính là UIBC, và toàn bộ khả năng vận chuyển sắt của chain furin được gọi là TIBC. Vì rõ ràng ở đây các anh chị sẽ thấy có một cái mối tương quan, có một cái công thức tương quan giữa TIBC và UIBC cũng như là sắt huyết thanh. Thì mình sẽ rõ ràng mình sẽ thấy TIBC sẽ bằng sắt huyết thanh cộng với UIBC, được chưa? Rồi, vì độ bão hòa chain furin là cái gì? Chính là người ta lấy cái sắt huyết thanh này nè, người ta chia cho TIBC, người ta nhân với 100% là nó sẽ ra độ bão hòa chain furin, được chưa? Ra độ bão hòa chain furin. Rồi, thông thường chain furin này, độ bão hòa chain furin này, mình nhìn trên cái hình là mình biết độ bão hòa chain furin ở một người bình thường là 1/3. Vì lý do là cái xe này nó có 3 khoang thì sắt huyết thanh nó chứa một khoang, gọi là 1/3, được chưa? Rồi, ngoài ra đây nó mình sẽ có giới thiệu thêm một cái chất, đó chính là hepcidin đó. Thì các anh chị biết đó là trong những cái trường hợp bệnh nhân bị bệnh lý mãn tính đó, thì có một cái vai trò, có một cái cơ chế là hepcidin này nó sẽ ức chế những cái kênh, ức chế những cái kênh ferroportin. Ferroportin này là những cái kênh đến thời điểm hiện tại là cái kênh duy nhất người ta thấy là nó có vai trò vận chuyển sắt từ bên trong tế bào ra bên ngoài tế bào. Anh chị chú ý, ferroportin đến thời điểm hiện tại là một cái kênh duy nhất người ta nhận thấy có chức năng vận chuyển sắt từ bên trong tế bào ra bên ngoài tế bào. Và có hai tế bào sau đây mà có khả năng giữ sắt ở trong tế bào của mình đó, người ta thường nhắc đến nhất đó chính là tế bào niêm mạc ruột và đại thực bào. Khi mà hepcidin tăng cao thì nó sẽ ức chế cái kênh ferroportin. Cái kênh này có ở tế bào niêm mạc ruột và có ở đại thực bào. Do đó sắt trong tế bào niêm mạc ruột không thể nào đi vào trong máu, cho nên ảnh hưởng đến quá trình hấp thu sắt. Sắt ở trong đại thực bào không thể giải phóng ra huyết tương. Cho nên những trường hợp này nó sẽ làm cho sắt ở trong huyết tương bị giảm xuống. Thì giờ nó làm sẽ giảm sắt trong huyết tương bị giảm xuống. Và khi mà sắt trong huyết tương bị giảm xuống thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự tạo máu cũng như là các cơ quan mà cần sắt. Đây chính là cái cơ chế rất là kinh điển mà gây thiếu máu, mà liên quan đến thiếu máu không còn nhỏ thì sắt trong những trường hợp bệnh nhân bị thiếu máu do liên quan đến các bệnh lý mãn tính. Được chưa? Rồi, một số xét nghiệm thăm dò sắt mà các anh chị cần thiết phải biết. Đầu tiên đó là những cái xét nghiệm liên quan đến xét nghiệm phổ thông, tức là ferritin, sắt huyết thanh, TIBC, UIBC, chain furin, độ bão hòa chain furin. Đó là những cái xét nghiệm mà nãy mình có trình bày rồi. Ngoài ra cũng có một số xét nghiệm chuyên sâu, ví dụ như là kẽm rotoporfirin, rồi cái xét nghiệm về nhuộm sắt, những cái phết, những cái mô mà sinh thiết, hoặc là định lượng sắt trong gan, hoặc là dùng sử dụng MRI T2 sao hoặc là R2 sao. Ngoài ra hiện tại bây giờ nó cũng có một số cái xét nghiệm để tiếp cận sớm với thiếu máu thiếu sắt. Đó chính là người ta sẽ định lượng những cái receptor trên furin hòa tan, hoặc là người ta sẽ đánh giá cái lượng hemoglobin ở trong hồng cầu lưới. Nhưng mà nói chung là những cái xét nghiệm này đến thời điểm hiện tại thì nó cũng không có được sử dụng nhiều trên thực hành lâm sàng. Cho nên mình sẽ giới thiệu những cái xét nghiệm chủ yếu, đó chính là ferritin, sắt huyết thanh, TIBC, UIBC, chain furin và độ bão hòa chain furin để cho các anh chị hiểu. Rồi, về ferritin, ferritin là một cái xét nghiệm mà rất là quan trọng để chẩn đoán thiếu máu thiếu sắt. Đây là một cái protein dự trữ sắt của cơ thể ở dạng hòa tan, mà vì nó dạng hòa tan cho nên nó có thể đi ra trong máu, có thể đi ra máu, và người ta nhận thấy là có một cái tỷ lệ nhỏ ferritin ở trong máu.
Và cái tỷ lệ này nó tương quan với dự trữ sắt của cơ thể. Có nghĩa là ferritin, người ta nhận thấy ở người bình thường nha, ferritin mà càng cao thì dự trữ sắt của cơ thể người đó càng lớn. Được chưa? Nhưng có một điều các anh chị cần thiết phải chú ý. Ferritin mà trên kết quả xét nghiệm mà mình đọc, khi mà mình đi lâm sàng mình đọc á, hầu như nó không có chứa sắt. Và cái chất đó chính là apoferritin. Tại vì mặt cấu trúc ferritin là nó sẽ gồm có apoferritin cộng với sắt. Được chưa? Cộng với sắt. Thì thông thường cái ferritin mà mình định lượng ở trên kết quả xét nghiệm á, nó chính là cái dạng apoferritin. Chỉ là một cái chiếc xe vận chuyển thôi, một cái chiếc xe để liên kết với sắt thôi, ở dạng dự trữ. Rồi. Thì bên cạnh có cái chức năng là dự trữ sắt thì ferritin, mà cụ thể đây mình nói luôn đó chính là apoferritin, là một cái protein tham gia vào phản ứng viêm, protein tham gia vào phản ứng viêm. Cho nên trong những cái trường hợp bệnh nhân mà có bệnh lý nhiễm trùng, bệnh lý mãn tính có viêm á, thì apoferritin sẽ tăng. Nhưng mà mình cũng như mình đã nói rồi, apoferritin chỉ là protein thôi, nó không có chứa sắt. À, dẫn đến một cái chuyện những trường hợp bệnh nhân mà có viêm là sẽ có tăng ferritin phản ứng, nhưng tăng này không phản ánh được cái chuyện là sắt dự trữ trong cơ thể của người đó tăng cao. Được chưa? Rồi, nên mình sẽ có thể đúc kết trong cái chuyện đó. Nếu khi một bệnh nhân bị ứ sắt, chắc chắn ferritin sẽ tăng, nhưng khi ferritin tăng mà nói ứ sắt thì điều đó chưa đúng. Là tại vì sao? Là tại vì ferritin bên cạnh cái chuyện tham gia vào chức năng dự trữ sắt, nó còn tham gia vào chức năng gì ạ? Chức năng tham gia vào phản ứng viêm. Do đó một cái trường hợp bệnh nhân mà có ferritin mà bị tăng á, chưa chắc người ta có ứ sắt. Được chưa? Rồi. Cho nên là những cái trường hợp mà bệnh nhân mà có biểu hiện viêm á anh chị, thì mình đừng nên đánh giá đơn độc chỉ dựa vào ferritin. Mình cần thêm một số xét nghiệm đánh giá sắt khác. Những xét nghiệm đó là những xét nghiệm gì? Đó chính là sắt huyết thanh. Sắt huyết thanh thì nó có một cái đặc điểm là nó thay đổi theo nhịp ngày đêm. Ngoài ra thì nó còn thay đổi nhanh liên quan đến bữa ăn hoặc là các thuốc thuốc chứa sắt. Và có một điểm đặc biệt nữa, giống như nãy cơ chế liên quan đến bệnh lý mãn tính mình có nói, sắt huyết thanh ở trong máu những người mà bị bệnh lý viêm nhiễm trùng á thì sẽ bị giảm. Người ta thường hay người ta nói một cái cơ chế để cho mình hiểu là cơ chế giấu sắt của cơ thể. Tôi thấy dấu sắc của cơ thể. Được chưa? À, rồi. Thì cho nên là những cái trường hợp mà bệnh nhân có sắt huyết thanh mà bị giảm, không dùng nó để chẩn đoán thiếu máu thiếu sắt. Tại vì sắt huyết thanh bị giảm cũng có thể gặp trong những trường hợp bệnh nhân bị bệnh lý viêm nhiễm trùng, bệnh lý mãn tính. Cho nên người ta không sử dụng sắt huyết thanh để chẩn đoán thiếu máu thiếu sắt, mà người ta sử dụng ferritin giảm để chẩn đoán thiếu máu thiếu sắt. Được chưa? Vì những lý do như vậy. Rồi. Tuy nhiên là sắt huyết thanh nó cũng sẽ cần thiết để biện luận trong những trường hợp không điển hình. Không điển hình là những cái trường hợp mà ferritin nó bị tăng phản ứng cũng giống vậy á. Được chưa? Hồi nãy mình có nói rồi. Rồi, về ferritin á, đây là một cái protein mà vận chuyển sắt. Nó có nguồn gốc là do gan sản xuất và được thải ra ở thận. Nếu mà sắt huyết thanh là cái lượng sắt ngoại bào của cơ thể, ferritin là lượng sắt nội bào của cơ thể, thì ferritin chính là một cái chỉ số phản ánh nhu cầu sắt của cơ thể. Có nghĩa là khi cơ thể bị thiếu sắt thì ferritin nó sẽ tăng, khi cơ thể bị thừa sắt thì ferritin nó sẽ giảm. Tất nhiên là khi bệnh nhân suy gan hoặc là tăng thải ở thận thì ferritin nó sẽ bị giảm, chuyện đó là chuyện đương nhiên. Thì về mặt xét nghiệm á, thì ferritin này nó có hai cái nhóm. Một nhóm là định lượng trực tiếp, có nghĩa là người ta đo có bao nhiêu ferritin ở trong máu bệnh nhân. Thứ hai là định lượng chức năng. Chức năng của ferritin là vận chuyển sắt, cho nên định lượng chức năng đó chính là định lượng khả năng mà gắn với sắt của ferritin. Cho nên là nó có hai cái chỉ số, hai cái xét nghiệm, đó chính là TIBC và UIBC. TIBC là khả năng gắn sắt toàn thể của ferritin. UIBC là khả năng gắn sắt chưa bão hòa. Thì thông thường là người ta sẽ nhắc đến ferritin là cái chất vận chuyển. Được chưa? Rồi. Vì lý do vậy cho nên về mặt ý nghĩa trên thực hành lâm sàng, định lượng ferritin và TIBC về mặt ý nghĩa là giống nhau. Bây giờ về mặt ý nghĩa là giống nhau. Cho nên là trên thực hành là các anh chị đề nghị TIBC hoặc ferritin
nhiêu đó là đủ, không cần thiết phải đề nghị cả hai. Đó, được chưa? Đề nghị cái nào cũng được hết. Rồi, sau khi mình có cái đó thì mình sẽ tính ra được độ bão hòa Kelvin, là mình sẽ tính dựa vào xác huyết thanh và TIBC. Thì bình thường là TIBC nó khoảng 1 phần 3. À, mình xin lỗi, bình thường trên độ bão hòa Kelvin nó là khoảng 1 phần 3. Được chưa? Nó sẽ giảm khi mà dưới 15% hoặc là tăng khi mà trên 50%. Đây là một cái số rất là tương đối nha, nó còn phụ thuộc vào giới nữa. Rồi. Một số xét nghiệm khác ví dụ như kẽm protobalkurin thì giống như mình nói là cái xét nghiệm chuyên sâu á, thì nếu mà sắt thiếu, sắt là một thành phần tham gia vào cái protobalkurin á, cái hem á, cho nên sắt thiếu là nó sẽ lấy cái thằng kẽm gắn vô tạo nên kẽm protobalkurin, đơn giản vậy thôi. Rồi ngoài ra cũng có xét nghiệm nhuộm sắt, thì trước đây các anh chị biết đó là người ta có một cái tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán thiếu máu thiếu sắt là trên mẫu tủy xương á, mà thấy nhuộm sắt mà không có sắt thì chẩn đoán thiếu máu thiếu sắt. Nhưng mà thực ra thì chẩn đoán thiếu máu thiếu sắt một cái bệnh cũng rất là nhẹ nhàng á, nhìn chung là nhẹ nhàng, mà mình lại đâm vào trong tủy xương bệnh nhân mình lấy ra rồi mình nhuộm thì nó hơi 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 xâm xâm lấn. Cho nên là bây giờ người ta chỉ sử dụng cái bộ sắt để người ta đánh giá thôi, không có cần thiết phải làm mấy cái này trong những cái trường hợp điển hình. Rồi ngoài ra cũng có một số cái receptor canthurin hòa tan là tiếp cận sớm nhưng mà rất là chuyên sâu, rất là chuyên sâu, mình giới thiệu các anh chị thôi. Rồi thì mình sẽ qua cái tình huống của mình ha, qua cái tình huống của mình. Một bệnh nhân nữ 40 tuổi đến khám vì thường xuyên mệt mỏi, không tập trung, không thể làm công việc thường ngày từ vài tháng trước, thường xuyên khó thở, đánh trống ngực khi leo cầu thang, trong nhà thỉnh thoảng có đau đầu nhẹ. Trong quá trình bệnh nhân không sốt, không ho, đi tiểu bình thường. Khám lâm sàng sơ bộ thì thấy bệnh tĩnh, tiếp xúc tốt, niêm nhợt nhạt, không giống xuất huyết, móng tay lởm, hay lởm hình thìa, lưỡi sưng phồng và mất gai. T1, T2 đều rõ nhưng mà tần số khoảng 112 lần trên 1 phút, phổi không ra, bụng mềm, gan lát sợ không chạm. Bây giờ, thì một câu hỏi đầu tiên là vấn đề của bệnh nhân này là cái gì? Thì hoàn toàn mình có thể thấy vấn đề nổi bật bệnh nhân này dựa vào triệu chứng cơ năng và triệu chứng thực thể là da niêm nhợt. Hoàn toàn mình có thể khẳng định bệnh nhân là một người có hội chứng thiếu máu mạn. Thiếu máu thì chắc chắn mạn là tại vì lý do nó diễn tiến đã lâu, còn mức độ là phải từ mức độ từ trung bình đến nặng. Được chưa? Rồi thì cách khai thác bệnh nhân này như thế nào, hay là nói cách tiếp cận, bệnh nhân này là một người có thiếu máu mạn, cho nên về mặt tiếp cận thì mình cũng giống như là cái bài suy tủy, thì giống như là cái bài suy tủy không có khác cái gì hết, mình cũng sẽ dựa vào cái sơ đồ này. Được chưa? Cái sơ đồ này rồi thì mình sẽ cần thiết phải đánh giá thêm chảy máu, rồi tăng phá hủy hồng cầu, thiếu vi chất dinh dưỡng, tiền sử, các dấu hiệu liên quan đến các bệnh lý chỉ điểm cho các bệnh lý ác tính, tiền sử gia đình. Được chưa? Đó là một số đánh giá mà mình cần thiết phải hỏi bệnh nhân. Sau khi mình đánh giá xong thì đây chính là thông tin của bệnh nhân. Bệnh nhân này hiện tại là sinh hiệu ổn, trừ con cái là mình đo mạch với lại nhịp tim nó hơi cao một chút xíu, 112 lần trên phút. Không có chảy máu diễn tiến, có nghĩa là hiện tại giờ không có chảy máu. Nhưng bệnh nhân khai với mình một điều, đó chính là bệnh nhân ra máu kinh nhiều trong các kỳ kinh khoảng 1 năm trở lại đây. Bệnh nhân không ghi nhận vàng da niêm, nước tiểu vàng trong, phân vàng, không ngứa, không đau bụng. Chế độ ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, không dùng thuốc ảnh hưởng đến hấp thu, không ghi nhận thói quen ăn uống đặc biệt, và bệnh nhân tẩy giun định kỳ. Tẩy giun bệnh định kỳ. Bệnh nhân không dùng thuốc tiếp xúc độc chất, bệnh nhân không sụt cân, không nhiễm virus gần đây, chưa ghi nhận tiền sử về các bệnh về gia đình có các bệnh lý liên quan đến thiếu máu. Thì đến thời điểm hiện tại với những thông tin lâm sàng, triệu chứng lâm sàng và thông tin như vậy á, thì mình sẽ chẩn đoán sơ bộ là gồm có cái gì, tiếp tục mình sẽ loại trừ. Được chưa? Rồi đầu tiên có thể nghĩ bệnh nhân này bị thiếu vitamin B12, acid folic. Bệnh nhân này có thể bị thiếu máu thiếu sắt. Bệnh nhân này có thể bị bệnh lý tại tủy xương. Được chưa? Rồi mình có thể loại trừ những cái trường hợp mà bệnh nhân bị tán huyết, mình chỉ loại trừ bước đầu nha anh chị, chỉ loại trừ bước đầu thôi. Mình có thể bệnh nhân là loại trừ tán huyết, loại trừ các bệnh lý thalassemia, tại vì thực ra bệnh nhân này có một số biểu hiện rất là đặc trưng, có một số biểu hiện rất là đặc trưng nha. Ví dụ như người này có biểu hiện chảy máu, bị rong kinh, bị rong kinh thì
cái người này là bị chảy máu mãn tính, cho nên mình không nghĩ là chảy máu cấp tính, cho nên mình không có đề nghị, mình bỏ cái này nha, là chảy máu cấp tính. Tại vì chảy máu mãn tính là dần dần nó sẽ chuyển thành thiếu máu thiếu sắt rồi, không có tán huyết. Tại vì thực ra bệnh nhân hiện tại trên lâm sàng không có yếu tố gì chỉ điểm cho là cái việc tán huyết, phần nhiều là chỉ điểm cho cái chuyện là chảy máu mãn tính rồi, không có nghĩ thalassemia. Tại vì thalassemia thì đâu có liên quan đến cái chuyện mà bệnh nhân sẽ bị rong kinh. Giờ rong kinh mình không có nghĩ, mình không có nghĩ nhiều đến cái chuyện đó. Thiếu vitamin B12 axit folic thì anh chị sẽ thắc mắc với mình, ủa gì thiếu vitamin B12 axit folic thì tại sao bệnh nhân này lại bị rong kinh? Thì mình muốn nói là tại vì thiếu vitamin B12 axit folic thì bên cạnh cái chuyện là giảm sinh dòng hồng cầu thì nó còn ảnh hưởng dòng tiểu cầu. Thì nếu giả sử tiểu cầu bệnh nhân bị giảm thì có thể bệnh nhân hoàn toàn có thể biểu hiện liên quan đến đến rong kinh. Cái lượng máu mất qua các thì kinh nó sẽ nhiều lên, thì mình không có loại trừ được chuyện đó. Bệnh lý tủy xương cũng giảm tiểu cầu, cho nên mình không loại trừ được chuyện đó. Những cái mà mình nghĩ đến nhiều nhất là thiếu máu thiếu sắt, do cái việc liên quan đến một cái nguyên nhân nào đó mà có biểu hiện rong kinh. Được chưa? Có biểu hiện rong kinh rồi, đấy chính là những cái chẩn đoán sơ bộ và chẩn đoán phân biệt của mình. Thì chẩn đoán sơ bộ của mình sẽ đưa cái thiếu máu thiếu sắt đầu tiên, và nguyên nhân gây thiếu máu thiếu sắt thì rõ ràng mình có thể nghĩ đến đây là một cái trường hợp thiếu máu thiếu sắt do mất máu mãn tính, cụ thể là do rong kinh. Được chưa? Mình sẽ chẩn đoán phân biệt với những cái tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng là có kèm theo các bệnh lý tại tủy xương. Mình sẽ đề nghị một cái bộ xét nghiệm khảo sát bước đầu gồm có công thức máu, hồng cầu lưới, mạch máu ngoại biên. Được chưa? Mình cũng sẽ trả lời được 5 câu hỏi: có thiếu máu hay không, mức độ thiếu máu là cái gì, hồng cầu lưới là có đáp ứng với tình trạng tủy xương, có đáp ứng với tình trạng thiếu máu hay không, thiếu máu này là thiếu máu kiểu gì, và mức độ đồng dạng của kích thước hồng cầu nó như thế nào. Rồi tất nhiên là cũng sẽ có một số xét nghiệm thường quy khác. Bệnh nhân này có công thức máu như sau. Đây là một cái trường hợp một người mà bị thiếu máu mức độ nặng, hồng cầu nhỏ như sắt, RV kép tăng có nghĩa là hồng cầu không đều nhau, bạch cầu bình thường, tiểu cầu tăng nhẹ, tiểu cầu tăng nhẹ. Thì đây là cái trường hợp bị thiếu máu nặng nhỏ nhược sắt, kích thước không đều nhau và kèm theo đó là có số lượng tiểu cầu bị tăng, số lượng tiểu cầu bị tăng. Rồi hồng cầu lưới là 0.5%, mình nhắc lại 0.5 là một cái ngưỡng khoảng giá trị bình thường, tuy nhiên mình cần thiết phải tính chỉ số hồng cầu điều chỉnh. Thì sau khi mà tính hồng cầu hiệu chỉnh thì nó ra ví dụ như là mình lấy 0.5 này nha, mình nhân cho 7, mình chia cho người này là người nữ là mình chia 12 đi, chắc chắn là sẽ dưới 0.5, cho nên là cái người này là sẽ có số lượng hồng cầu lưới bị giảm. Được chưa? Ở số lượng hồng cầu lưới giảm, số lượng hồng cầu lưới giảm thì điều đó chứng tỏ là cái nguyên nhân gây thiếu máu của bệnh nhân là nó sẽ nằm ở trung ương, mình nghĩ nhiều là như vậy. Được chưa? Rồi thì đến thời điểm hiện tại, đến thời điểm hiện tại hồi nãy mình đã nghĩ là một là liên quan đến B12 xít folic, liên quan đến bệnh lý tại tủy xương. Nhưng mà rõ ràng bệnh nhân này sau khi làm công thức máu, đây là một cái trường hợp bị thiếu máu hồng cầu nhỏ như sắt, được chưa, thiếu máu còn nhỏ như sắt và có rong kinh nữa, thì mình sẽ nghĩ nhiều đây là một cái trường hợp bị thiếu máu thiếu sắt, mình sẽ loại bỏ đi hai cái nguyên nhân này. Thì sau khi mình nghĩ là thiếu máu thiếu sắt thì mình sẽ đề nghị cái bộ xét nghiệm để khẳng định cái bệnh nhân này bị thiếu sắt, đó chính là creatinine, sắt huyết thanh, TIBC hoặc là transferrin. Từ đó mình tính ra độ bão hòa transferrin và mình sẽ đề nghị một số xét nghiệm để đánh giá nguyên nhân tại sao bệnh nhân bị thiếu sắt. Ví dụ mình cho siêu âm, đặc biệt là siêu âm phụ khoa chẳng hạn, tại sao bệnh nhân lại bị rong kinh. Mình cũng có thể tìm những cái chỗ mà bị chảy máu ở khác hoặc là liên quan đến rối loạn hấp thu chẳng hạn, phối hợp thì không 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 chừng. Ví dụ bệnh nhân bị mất máu ở tiêu hóa, bệnh nhân bị mất máu qua đường niệu dục, bệnh nhân có thể rối loạn hấp thu do bị HB, hoàn toàn mình có thể đề nghị những cái nguyên nhân đó, xét nghiệm đó để mình xem thử bệnh nhân này bên cạnh cái chuyện là bị rong kinh đó, người ta có kèm theo cái nguyên nhân nào khác mà gây thiếu sắt hay không, để mình điều trị cho một cách nên điều trị một cách toàn diện cho bệnh nhân. Được chưa? Rồi thì kết quả xét nghiệm của bệnh nhân như sau: sắt huyết thanh là 12 mg
microgram trên decilit, có nghĩa là bệnh nhân này giảm sắc huyết thanh. TIBC là 389, nằm trong khoảng giá trị bình thường. Tuy nhiên nếu mình tính độ bão hòa trên ferritin là chỉ có 5% thôi là bị giảm. Ferritin là 6 nanogram trên ml là bị giảm. Nguyên cái bộ này là mình sẽ khẳng định bệnh nhân bị thiếu sắt. Bệnh nhân bị thiếu sắt. Rồi, kèm theo lâm sàng là có hội chứng thiếu máu và hemoglobin giảm thấp ở trên công thức máu, thì mình sẽ khẳng định bệnh nhân này là một người bị thiếu máu, thiếu sắt. Đơn giản, được chưa? Rồi, siêu âm thì tử cung có khối hồi âm kém, khoảng kích thước khoảng 10 đến 12 cm nhân 12 cm. Thì siêu âm có kết luận cho mình, nó có nghi ngờ cho mình là một cái khối bú cơ trơn tử cung, bú gọi là, hay mình gọi là u sơ tử cung, u sơ tử cung. Thì u sơ tử cung nó có một cái triệu chứng, đó chính là nó sẽ ra trong huyết âm đạo bất thường, có thể có biểu hiện bị rong kinh. Đây chính là cái nguyên nhân mà làm cho bệnh nhân bị thiếu máu thiếu sắt. Mình đã tìm ra được nguyên nhân rồi, cho nên mình sẽ nghĩ bệnh nhân này là thiếu máu thiếu sắt do mất máu mãn tính, cụ thể ở đây là rong kinh, và cái nguyên nhân gây rong kinh bệnh nhân đó chính là u sơ tử cung. Tất nhiên là một bác sĩ huyết học thì không thể nào điều trị cái vấn đề này được, nhưng mà mình sẽ tìm ra được nguyên nhân và mình sẽ chuyển bệnh nhân đến cái chuyên khoa đó, mình chuyển bệnh nhân đến cái chuyên khoa đó rồi. Và tất nhiên bên cạnh là đưa ra một cái chẩn đoán chính xác, thì bác sĩ huyết học còn hỗ trợ một phần liên quan đến các bất thường trên công thức máu cũng như cái việc thiếu máu của bệnh nhân. Chứ bác sĩ sản khoa thì sản phụ khoa thì người ta sẽ hỏi ý kiến của mình về cái việc thiếu máu. Bây giờ rồi thì bệnh nhân này mình chẩn đoán thiếu máu thiếu sắt thì mình sẽ dựa vào một số cái. Thứ nhất là hội chứng thiếu máu mạng, thứ hai một số dấu hiệu liên quan đến thiếu sắt, ví dụ như là giảm khả năng gắng sức dù không có thiếu máu, ở những đứa trẻ nhỏ thì có thể bất thường về phát triển. Một số cái hơi đặc biệt là hội chứng chân không yên. Hội chứng chân không yên là một cái tình trạng mà một số người khi mà đi ngủ cái chân người ta lúc nào cũng phải lắc 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 nhúc nhích, còn nếu không thì người ta rất là khó chịu, được chưa? Hoặc là bica là ăn những cái thứ rất là bất thường, ví dụ ăn nước đá, ăn cho, rồi ăn gạo sống, rồi ăn đủ thứ, ăn thùng cắt tông và đủ thứ cho nó, được chưa? Tóc thì sơ sát, kẻ ngọn rụng, móng mắt bóng, cái vấn đề này mình thường hay nhắc đến nè, móng mắt bóng và lởm hình thìa, một cái đặc điểm rất là đặc trưng trong thiếu máu thiếu sắt. Hoặc là những cái trường hợp bệnh nhân có biểu hiện nuốt khó, viêm lưỡi hoặc là lét mép. Rồi huyết đồ thì bệnh nhân sẽ có biểu hiện thiếu máu, không còn nhỏ như sắt. Bộ sắt sẽ có một cái bộ sắt điển hình là sẽ có sắc huyết thanh giảm, creatinine giảm, TIBC tăng và độ bão hòa trên ferritin sẽ bị giảm. Các xét nghiệm chuyên biệt để tìm nguyên nhân. Ở đây chính là những cái vấn đề mình cần thiết phải tìm hiểu để mình chẩn đoán một cái tình trạng thiếu máu thiếu sắt. Thì rõ ràng bệnh nhân này mình đã có nguyên nhân, có chẩn đoán rõ ràng rồi. Cho nên về mặt nguyên tắc điều trị, quan trọng nhất là mình tìm ra được nguyên nhân và mình giải quyết nguyên nhân đó cho bệnh nhân. Thì giống như nãy mình trình bày thì bác sĩ huyết học sẽ không giải quyết được nguyên nhân này cho bệnh nhân mà sẽ chuyển qua bác sĩ sản khoa. Rồi bác sĩ huyết học sẽ cho bệnh nhân bù sắt. Thì nó có hai phương pháp, là một là phương pháp bù bằng đường uống, hai là đường tĩnh mạch, được chưa? Nhưng mà mình để cho nhẹ nhàng, để cho an toàn thì mình sẽ bù bằng đường uống. Nhưng có điều các anh chị chú ý là mình bù cái liều tối ưu, đừng có bù liều quá cao. Tại vì nếu dùng liều quá cao thì nó có khả năng gây giảm hấp thu sắt, hay giảm hấp thu sắt. Rồi nên bù sắt đủ thời gian, tức là khoảng thời gian bù sắt rất là dài, thì trung bình là khoảng cái chừng 6 tháng. Một số bệnh nhân của mình sau khi bù sắt xong đó, thì khi mà thấy không còn thiếu máu, không còn thấy dấu hiệu lâm sàng thì người ta ngưng, tự nghĩ ngưng và người ta không có uống sắt nữa, thì điều đó là không đúng. Bây giờ bù sắt là sẽ vừa phải điều chỉnh bệnh nhân không còn bị thiếu máu và vừa phải phục hồi lại lượng sắt dự trữ của bệnh nhân. Do đó cái khoảng thời gian bù sắt rất là lâu, trung bình là khoảng cái chừng 5 đến 6 tháng. Mình cần thiết phải theo dõi đáp ứng điều trị để mình điều chỉnh liều cũng như là cái cách điều trị, hoặc là mình thay đổi phương pháp điều trị nếu mình chẩn đoán sai. Ví dụ mình có thể dựa vào hồng cầu lưới, mình dựa vào các chỉ số về hemoglobin, RBC, HCT, được chưa? Thì người ta thấy là trung bình nếu mình bù sắt thì khoảng
3 đến 4 tuần thì nó tăng khoảng 2 gram trên decilit một cách tương đối nha anh chị. Rồi, nếu giả sử mà nó không tăng giống như mình mong chờ thì mình cần thiết phải xem lại chẩn đoán hoặc là thay đổi cái cách điều trị cho bệnh nhân. Tại vì các anh chị biết đó là khi mà mù sắt bằng đường uống nó có rất nhiều tác dụng phụ khó chịu. Nổi bật nhất đó chính là việc táo bón hoặc là buồn nôn hoặc nôn. Có một số người người ta chịu không được, người ta uống cái viên sắt đó vô người ta chịu không được, tại vì uống vào là người ta nôn liền. Cũng có một số người người ta uống vào người ta thấy bị táo bón. Uống táo bón là rất là khó chịu anh chị. Uống vào táo bón mà mấy ngày không đi là cực kỳ khó chịu, nó cứ nặng nặng cho bụng bệnh nhân rất là khó chịu. Đặc biệt là những người phụ nữ mang thai á, những người phụ nữ mang thai khi mà uống sắt đường uống, có một số người người ta phải đổi liên tục luôn, tại vì uống cái loại sắt đó thì người ta bị táo bón. Mang thai đã là có nguy cơ bị táo bón rất là dữ rồi, mà còn thêm uống sắt mà bị táo bón nữa, nó khó chịu cực kỳ, được chưa? Cho nên đây chính là những cái lý do mà có thể làm cho bệnh nhân không tuân chỉ, mà không tuân chỉ là sẽ không đáp ứng tốt giống như mình mong chờ, được chưa? Rồi, vậy cụ thể bệnh nhân này mình sẽ điều trị như thế nào? Nhất, tất nhiên là mình sẽ tư vấn khám phụ khoa. Thứ hai là mình sẽ điều trị bù sắt bằng đường uống. Thì cái liều của mình là ví dụ mình dùng liều từ 100 đến 200 mg sắt nguyên tố trên một ngày, chị dùng móc bao nhiêu cũng được hết. Thì có thể là mình sẽ cho bệnh nhân uống một viên nhân 3 hoặc là cho uống một lần cũng được, tùy các anh chị. Rồi mình uống trong vòng từ 3 đến 6 tháng. Tất nhiên là mình nên theo dõi bệnh nhân. Mình một tháng mình yêu cầu bệnh nhân tái khám để mình làm công thức máu để mình theo dõi coi đáp ứng có tốt hay không. Ở bên cạnh đó mình sẽ cho vitamin C một viên uống cùng cùng lúc với viên sắt. Mình có thể bổ sung thêm vitamin B12, axit folic để cung cấp nguyên liệu cho quá trình tạo máu. Thực ra thì không thiếu thì cũng không cần thiết phải bổ sung để làm gì hết. Tuy nhiên thì bổ sung cái liều thấp thì cũng không vấn đề gì, được chưa? Để cung cấp nguyên liệu cho quá trình tạo máu mà thôi. Mình sẽ tư vấn bệnh nhân về chế độ ăn uống. Tại vì nếu giả sử bệnh nhân uống sắt mà bệnh nhân sử dụng những cái loại thuốc mà giảm hấp thu sắt thì hoàn toàn nó sẽ không có tác dụng giống như mình mong chờ. Ví dụ người ta uống trà đặc chẳng hạn, uống sữa cùng lúc với việc uống sắt chẳng hạn, hoặc là sử dụng rất nhiều loại thuốc mà giảm hấp thu sắt, ví dụ PPI hoặc là sử dụng antacid chẳng hạn, thì những cái loại thuốc đó sẽ gây giảm hấp thu sắt rất là nhiều. Cho nên bắt buộc mình phải tư vấn một cái chế độ ăn uống cũng như là dùng thuốc phải phù hợp với bệnh nhân, được chưa? Rồi, và sau đó mình sẽ có một cái cách để mình theo dõi bệnh nhân, ví dụ như là một tháng. Trong một tháng thì mình sẽ kiểm tra lại kết quả công thức máu để xem nó có trở về mức bình thường hay không. Nếu giả sử nó trở về mức bình thường thì mình có thể bù 3 tháng, hoặc là mình bù đến lúc nào mình thấy ferritin trở về mức bình thường thì mình ngưng. Nhưng nếu giả sử sau một tháng đó mình kiểm tra lại tổng phân tích tế bào máu mà mình thấy nó không có bình thường, nó không trở về mức như mình mong chờ, thì mình cần thiết phải xem lại nguyên nhân, xem lại cái việc điều trị của mình có đúng không, xem lại cái việc dùng thuốc của bệnh nhân có đảm bảo đúng như mình dặn dò hay không. Thì lúc đó mình cần thiết phải thay đổi một cái hướng điều trị để làm sao tiếp tổng kết quả tổng phân tích tế bào máu của bệnh nhân sẽ trở về mức bình thường, được chưa? Rồi, đó là một số cái vấn đề liên quan đến cái bài điều trị, cái bài chẩn đoán và điều trị thiếu máu thiếu sắt. Thực ra điều trị thiếu máu thiếu sắt nó rất là đơn giản, không vấn đề gì hết, bù sắt là xong. Nhưng có một cái là mình phải tìm ra được nguyên nhân, tìm ra được nguyên nhân trong thiếu máu thiếu sắt rất là quan trọng, vì đó chính là cái nguồn gốc mà làm cho bệnh nhân bị thiếu sắt. Giải quyết được cái gốc thì cái ngọn mới được giải quyết, được chưa? Thì nếu mà giả sử mình chỉ giải quyết được cái ngọn sau này nó sẽ đâm ra cái ngọn khác. Rồi, đó là một số vấn đề mình trình bày trong cái bài thiếu máu thiếu sắt. Rồi, đến anh chị thì anh chị